Lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Buổi tối ngày hôm nay ở bản mình có mưa. Đấy, mưa thì nó có cái lợi là mưa cho nó mát rồi nó có nước có non đấy, tuy nhiên là mưa thì nó lại giỏ xuống mái tôn đấy, nên là nó có những cái độ ồn nhất định, bởi vậy không làm được video. Bây giờ tạnh mưa rồi đấy, thì cũng mời các sư phụ cùng các huynh đệ thẩm văn âm trước đài Sanier quý hiếm có model là MW 424K nha đấy. Video trước mình đã mời mọi người thẩm âm cái cửa B là cửa này. Bây giờ mời mọi người thẩm âm cửa A. Đấy. Thì mình cũng xin thưa là chiếc đài này được căn chỉnh bởi lão nông Chi Điền. Bởi vậy những cao nhân ghé qua kênh YouTube của lão nông mà thẩm văn âm mà chưa được ưng cái lỗ nhĩ nhá, chưa được ưng cái lỗ tai thì mong chỉ giáo. Mời các sư phụ cùng các huynh đệ. Có những tuổi hồng sa mạc nắng câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương, có những chiều thành phố bay thương em gầy giọng hát đêm dài, nghe hơi thở chạy lòng khơi niềm nhớ môi gian mắt đỏ mòn mỏi cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay, tiếng hát em còn đây tơ hương lệ thấm đầy hồn còn say men ái năm chiều ấy, bóng dáng em từ nay đã khuất xa trời mây, em đi rồi mưa răng đầy lạnh buốt đêm ngày, em đi kỷ niệm yêu còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chân tình này. Kỷ niệm yêu còn đây,
em đi mất rồi còn nhớ chân tình này. Âm thanh của Văn Từ mang lại hồn thức. Xin phép dừng clip ở đây để đi ngủ. Nghe cái này buồn ngủ lắm. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Lão nông đi ngủ đây.